năm kênh YouTube của năm anh em mình. Xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên thì cũng cảm ơn cô bác chị bạn suốt thời gian qua ủng hộ năm kênh YouTube của năm anh em mình. Năm anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và bình an. Thì dắt này là clip cuối chuyến đi của anh em ở Sài Gòn xuống giao lưu với mình. Thì dắt này là trận đấu rất là căng đây. Ăn mì cay giữa anh Ba và Trung. Combo. Đây là mì cay. Rồi thích ăn cấp mấy bốc vô luôn. Hôm nay thế này mọi người ăn 3 phần thôi, đừng ăn 5 phần nha. Mì cay nó mày không có tiền trả nha. Rồi 3 phần cấp 7. Đúng rồi. Tại vì mì cay á nó không giật cân. Nó không no nhiều, 3 phần không no nhiều như 5 tô hủ tiếu nhưng mà nó rất cay. Bình thường cấp 7 đã cay rồi mà hôm nay em cho cay thêm chút nữa cũng được. Ồ, đang cấp 8 luôn. Cấp 8 luôn hả? Dạ. Thôi cay giờ cấp 7 cấp 8 mai mốt ăn sao? Tự động nhẹ. Đây, mình cũng giới thiệu là Trung ăn cay cũng là mì cay cũng là vô địch. Anh Ba ăn cay cũng vô địch. Người ba phần thôi, người ba phần thôi. Trung, người ba phần thôi em. Dạ, ba phần này. À, có nghĩa là chế độ cay là cấp 7. Anh Ba ơi. Chứ em làm 6 phần, 6 phần cấp 7. Ăn chọn cái nào? Ơi, cái này lẩu hả? Này lẩu rồi. Không gian quán rất là đẹp luôn. Mì cay bên đây nè. Cái mình ở huyện Châu Cần nhưng mà lần đầu tiên mình vô quán mì cay này. Rất là đẹp. Chắc do âm ngửa quá. Món. Không gian rất là đẹp luôn. Dễ thương lắm. Anh Sơn giới thiệu với anh đây có một cây gọi là ăn người ta là ăn khế chả vàng. À, ăn khế chả vàng. Nhưng mà ở đây là có một bà bé nhân viên nói là ăn mì cay cấp 7 chả vàng. À dạ. Dạ. Ô, vậy là mình có chừng hồn có vàng không vậy đó. Có vàng mang vào luôn. Cái con chim cánh cụt này từ đâu xuống đây hả? Con quà. Con quà. Đây mấy mình đang ở quán mì cay đây. Quốc lộ 60, khóm 2, thị trấn Thiếu Cần. Huyện Thiếu Cần, chạy Vinh. Thôi chị ơi, chị khó lái về nha. Ẩm thực lẩu thái vịt hàng. Đây. Chắc là nóng rất trên là cay luôn. Có không khí. Đó. Anh Ba bên đây cũng vậy. Chắc là nóng rất là cay luôn. Anh Ba lương trộn. Đó. Hỏi đi. Mình phải tranh thủ hai anh em ơi. Cái này hôm nay hai anh em thử thách hơi bị khó chút xíu, đó là cay nóng. Mà anh Sơn ơi, do là mình ăn cái này nó tới cấp độ 7 lận. Cho nên là mình sẽ có thêm cái nước để mà mình chữa lửa. Đúng rồi. Có một chai nước quán đem ra. Nước hoặc là nước ngọt nha anh Ba. Thích uống nước ngọt thì uống nước ngọt, có nước ngọt anh Ba ra sẵn rồi đó. Nhưng mà phải nói nha anh Sơn là em đứng ở đây cái mùi ớt nó sọc lên, nó mũi lại nó cay lắm rồi đó. Okay. Rồi ha. Cái ly. Anh em cái ly. Rồi chưa? Không ơi, không ơi, bấm giờ giùm mình Hồng ơi. Đây em lấy cái ly cho anh bà. Đây vườn. 20 phút vô coi. 20 phút nha. 20 phút ok. Tại vì cái này nóng vừa cay mình có thời gian hơi dài chút. Đó, hợp lý. Rồi. 3. Chuẩn bị đi. 1. Ben. Ben. Vô. Sơn cũng xin sẽ xin được về hai anh em mà tổng mời cô bác kêu bạn dùng mì cay với hai anh em của mình. Phải nói là cái này thấy khói không cả nhà? Cái khói này hả nó bay tới mình là mình luôn. Nghe được cái mùi cay mình không chịu nổi. Chị thấy ăn giống sặc bốc khói luôn. Chị thấy ăn cái này chị nhớ ví dụ cái cảnh thời ngày hôm qua chị với Linh ăn. À nóng. Nổi cái hồi á. Chung là nóng. Mì cay cũng rất là giỏi. Là nóng hơn. Hai đối thủ này là ngang tầm. Nóng cay mà cay ít. Cái nước nó lỏng mà để nó cay nước sần nóng rồi giống như cái độ mì cấp 7 á. Đúng rồi, mì cay là phải nóng vậy nó mới gọi là mì cay. Dạ. Em thấy khói bốc lên cao luôn mà. Hai thí sinh rùa quá dữ. Trong ăn mì cay cũng là xuất sắc đó. Trong từng ăn một cái lẩu và 10 gói mì cũng như bình thường. Cố lên nha anh Ba. Cố lên Trung ơi. Trung ăn cũng là tầm cỡ đó. Anh Ba cố lên, của chị Hiến ăn kế bên. Trong cái nồi lẩu á, mình nó có độ nóng nhưng mà nó nóng dịu hơn cái này nha. Cái nồi đất này nó nóng, dữ dai lắm. Anh Ba thì anh ăn cay giỏi nhưng mà anh ăn nóng lại dở. À, hôm nay anh Ba gặp phải đối thủ xứng tầm luôn rồi. Cái này bưng ra nó vẫn còn sôi luôn á chị, tại cái nồi đất này nó giữ được độ nóng ghê. Giữ được độ nóng lâu lắm. Wow, thì ăn hết mì rồi. Ăn chậm. Cố lên Trung. Cay càng rất là giỏi. Chắc nước Trung để lại sau mới ấy tại nóng. Giờ Trung nói phun gì vậy nè. Phun pha lửa. Ghê không? kéo cái dĩa để vỏ xé xé vô chút cho anh em dễ lấy. Đúng rồi. Trong kem có
không bị năm ba là em cũng mua theo. Ôi rồi còn sống rồi nhảy kìa. Lăn lông lóc quá rồi, có nước rồi nóng đó. Cay mặt nóng mặt cay, hai thí sinh cứ miệt. Chị Thúy Hằng nước này quay giấy rồi cho em. Ok lấy cho em chung. Em chú quán cho anh hỏi cái em coi như là một phần mì như thế này là bao nhiêu tiền em? Dạ thập cẩm 45, còn cá quyên là 40. À dạ. Hải sản bò bò Mỹ là 45. Bò Mỹ là 45. Cái này là bò Mỹ hả bò gì em? Cái này là thập cẩm à. Vậy đã biết tôi gọi bò Mỹ cho anh em ăn cho nó biết bò Mỹ. Dạ. Cái quán này thì làm cái chùa này chùa gì em quên. Dạ chùa Cái Hẹ. À đối diện xếp xéo chùa Cái Hẹ. Rung tay luôn rồi. Quán mì cay này nhìn mình nhìn thấy là rất là ngon. Chung rồi. Chỉ có 45.000 một phần thập cẩm như thế này. Em nghĩ là hai người có thể để nước quán này cho mình mới biết là đói. Để mì nó đỡ bên. Nhưng mà không gian rất là đẹp. Có máy lạnh luôn nha. Rồi 45 phần như thế này thì ăn là rất là ok luôn. Cái nhà là có thể đứng bên ngoài. Ồ, Trung có chiến thuật của mình rồi. Trung có chiến thuật của mình này nha. Hay á. Trung ơi, ơi, cấp độ 7 là cấp độ rất cay, cực kỳ cay. Nè anh Hùng lao ơi. À, có máy lạnh rồi, có máy quạt luôn nè. Máy quạt này, máy quạt. Sao đây em, lỡ rồi. Anh đứng cổ chủ, anh đứng cổ chủ. À ok, để anh lôi lâu cho Trung. Hai cái tay, lo có được rồi luôn. Hai anh em ăn là coi như là gần 5 phút rồi đó. Đúng rồi, cái nước lấy qua bên ba bút vô. Quá hay. Rồi, anh ba đã qua tô thứ hai rồi. Chung bút thứ hai nãy giờ rồi. Hai thí sinh đều ngang nhau. Wow, hôm nay Chung ăn có cái quạt của anh ba luôn, quạt gió lộn luôn nha. Sự cố gắng rồi, anh ba rất là nhanh luôn á mà. Tại vì anh ba hôm nay không có nhiệt độ, thế là anh ba không ăn nóng. Chung nãy giờ bị sặc mấy lần quá. Chung cay mà cái giò mình thấy mình để ý cái giò coi như là gung giật bập luôn á. Chung trong chọn biện pháp là gấp ra cho nó nguội bớt. Hay quá Dương ơi, quạt kìa, quá hay Dương ơi. Có một cái quạt là lưu động luôn. Cứ bình tĩnh mà rung. Tại lý do nóng cay rung chứ không phải là sợ đối thủ mà rung. Có một lần em ăn cay á mà em bị ù cái tay luôn anh. Dạ, dạ. Cay quá á. Nó cay lắm. Em đổ một hồi quá trời luôn. Tại vì Chung là cũng thuộc dạng ăn cay thứ hai của nhóm em á. Chỉ dạ. Sau anh Lộc, 9-10 với anh Lộc đó. Đó cho nên là vậy là ba hôm nay gặp phải đối thủ nặng ký rồi. Con là có thiện rồi. Ăn 10 rất vị cho bác Lộc xin nè. Đó trên đây nè. Ừ. Lát nữa mình đi qua nó luôn. Quay chị Hái Nhà Biển. Sau cái clip mì cay này nè cũng có một clip là tất cả anh em ăn chung bên kênh Thái Nhà Biển nha. À, cô bác chị bạn thương mấy anh em mình qua Thái Nhà Biển ủng hộ em đó. Em nó rất là vui. Chung ăn nhanh ghê. Sau 2 ngày trước thì có vẻ hôm nay Chung đã gọi là tìm được. Hôm nay là Chung cũng nghiệm chân lý rồi. Dữ lắm rồi đó. Mình là báo là hai anh em ăn mì cay là sớm giờ của Chung cũng nghiên cứu anh bà dữ lắm, nghiên cứu rồi. Nghiên cứu đó thủ. Ôi. Quá dữ. Có lẽ lấy thêm cái dĩa đó, gắp cho nó nguội bớt hơn ba. Để em xin cho hai cái dĩa nha. Anh ba là khỏi. Anh nói là nóng nóng, cởi nóng. Cay cởi cay. Đổ lên bài. Thằng giấy đúng không? Thằng giấy lào lào liền. Để tại cái em phụ hùng quá, phụ hùng quá. Ok, đây đây đây. Chị cho cái mình lạnh đi, để lao cho chung. Cái bà lạnh mới được. Thầy vô. Ba trăm ba thì đến ba la đó. Đổ lên em ơi. Không sao em ơi. Ba có đổ mồ hôi không? Đổ lên bơi, đổ lên bơi. Đổ lên bơi. Chỉ có một cặp môi không cần đi cung môi như vậy. Hai người đang có vẻ là đồng nhau quá nha. Anh ba bên đây là hết hết tôm rồi. Đổ lên ba ơi. Anh ba chung. Với lại bamboo móc. Đổ lên. Ok. Đó anh ba múc ra rồi. Anh ba là chị múc rồi. Chung cũng múc ra đi không?
à, quá sức kỳ cắn rồi, khỏi ngu ngút ngút luôn, gọi gấp bên kia luôn ơi. Chúng ta chỉ cần làm sao mà rồi, nhanh nhanh chúng ơi, Tùng ơi, kéo lên vô uống phụ Tùng ơi. Kéo lên anh Ba Chung và bấm Dương em ơi, bấm nước phụ nè, đồng đội em, anh hấp giùm đồng đội anh. Phụ tôi, em thấy anh Ba quá chắc là bưng tôi để hấp mũi Ba hết. Nhưng mà em ăn cay không được, nó mới khổ cho em thôi. Nói vậy thôi chứ mà hỏi em hấp phụ là em phạm lực đó em. Dạ. Em không dám hấp đâu anh ơi. À, mà bây giờ là bao nhiêu phút rồi anh Sơn à? Nói chơi vậy bộ anh không hấp. À coi như là nãy giờ là 41 phút thứ 9 rồi. Rồi, 11 phút nữa. Wow. Rồi. Tính ra mới có phút thứ 7 à anh. Hả? 7 phút và 20 phút rồi. Coi. Cố lên ba. Đứng ngược. Quá dữ luôn. Mình nói cho đối thủ coi như nè, càng không cần biết cái gì hết. Tăng lên. Bên ẩm thực đồng quê anh em mình ăn cái bốc khói luôn mà về bên đây ăn là anh em mình mát thì qua cho nè. Vậy. Thấy không, anh em thì ăn nóng mà em thì ăn lạnh. Ơi. Quá sức cây cắn rồi. Quá lẻ rồi. Anh em chung mình nhanh quá. Lửa luôn. Quá. Lớp quạt, lớp lao, lớp quạt. Thường anh Sơn nó có câu gì nè, chạy ra khói đen, mà hai khói có mấy được quạt, khói ra. Mình mới sắm là được 5 cái quạt lưu động nha. Mà nhắc đến máy điều hòa thì bên Yagami rất nhiệt tình nha. Có máy lạnh là mình nhờ họ bật lên là đúng họ rồi, bật lên. Quán người ta có máy lạnh đâu quán. Lớp nào quạt gió, Yagami lớp nào quạt tay nữa nè. Tiểu Cần, Trà Vinh. Nhân viên thả tim cho hai anh quá trời luôn. Nhân viên, anh Trung chưa có người yêu nha em. Em thấy quan trọng với cái gây cứng nhất là gì trong cái đếp nạn biết không? Khúc cuối, khúc nước ở dưới mờ. Đó. Xin tố, xin tố. Khúc đó là khúc mà tạo nên cái sự bắn pháo bông. Không biết ở đây các anh có còn nhớ anh Thiên bạn em chứ? Nhớ. Pha hút nước. Đỉnh. Bị kiếm nước. Hút nước vô xong rồi cái kiếm nước mà kiểu không biết nước đâu, tay vô rồi. Đó bị đó dán phải không? Bị kiểu như bị rối á, cuối bị rối á. Ăn khoảng ổ ăn mì cay trên quán của diễn viên Quốc Trường. Quốc Trường. Qua. Hai thí sinh phải nói là em coi xì khói mình nhõng luôn á. Lo lắng luôn á. Nhìn hai dĩa mì này nhìn mì xào hải sản quá. Không biết tối chung một sức hay không. Nói chung là thi là anh em nào có cái cách ăn khác nhau hết, những sao ăn lẹ được. Nóng. Dùng chiếc hồ quá trời luôn. Kiểu nào dùng? Cái này giống như là đang ghê thiệt. Quá rồi. Anh ba là gớt một con tôm nha. Con tôm đó là coi như là chấp lại chung chấp lại đó. Một con tôm nha. Anh ba không thấy đổ mồ hôi luôn. Lau mắt nữa, không có thấy đường luôn kìa. Nếu mà hôm nay anh thắng đổ nước mồ hôi mắt. Đây cây quá, cây quá. Đổ vô mắt không thấy đường á. Lên giá. Sao hôm nay anh sẽ treo 200, không còn 100. Lỡ gớt thì mình cũng không gửi là mình được. Thì thành ra anh ba được gớt con tôm. Lỡ rớt mà anh không sao hết. Sao hết. Có ba chuyện bạn thông cảm cho anh ba. Tại vì mà thi mà gấp mà. Chứ anh ba không cố ý là mà gớt con tôm. Em nhặt lên em lọc được không? Không em gớt rồi bỏ đi em. Tài lâm của em ơi. Ai mượn em. Quạt cũng chết luôn chứ mong anh ba. Không có một khi nào mà bốn người đứng quạt mà sức nóng nó lan tỏa ra. Quá nóng mà. Bây giờ nó có vẻ như là cái mì nó nóng. Cái là đồ ăn cay của Trung đã đạt tới giới hạn rồi. Anh em cô cầm quạt kia để cho anh vậy nè, gác cố lắm ta. Bây giờ là còn ba cái thố mì. Nước. Đà đà bên đây quạt có đúng bài bản mà, giống y trong phim Hầu vua. Cái đó là dịp điệu cho cha cha đó. Vậy nè, cầm cái xuất sắc trong nghề điện tử. Cố lên Trung ơi. Cái nóng này mà ba phần mì cay này mà ăn trong vòng 20 phút hai anh em ăn mà hoàn thành là rất hay. Anh ba giỏi quá anh ba. Wow. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn ba thứ nước lên. Quá đúng rồi, quá đúng rồi. Cố lên Trung ơi, bây giờ em ăn thắng chị sẽ kêu em bằng anh. Wow. Đổi ngược rồi đó Trung. Cố lên anh ba. Cố lên anh ba ơi, chị em chở đi nhà hơi nè. Vượt qua ba cái thứ nước là mình về đích rồi. Về nhà. Wow, anh ba. Quá. Hay quá. Quá hay luôn anh ba ơi. Đây, bắt đầu chiến thuật của rồi, bắt đầu Trung luôn. Không, mình hiểu cảm giác của Trung. Nóng cay quá, nóng cay quá. Tới cái giới hạn rồi thì mầm cái thêm cũng không được. Bạn Trung này mới đi xăm môi. Mới đi xăm môi. Nóng cay đỏ luôn. Ôi, không được rồi. Ba đã tung thịt chiêu. Ăn phải đẹp trai nha. Bây giờ nốt ngồi rồi đó. Anh ba chắc này bưng cái thố
nước nó cũng còn ấm nhưng mà càng già càng cay mà. Chính xác. Rồi bưng cái thố luôn rồi. Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Em thấy ảnh cay chị hơn. Quá lẹ, quá lẹ. Rồi để cái ly nước sát qua luôn. Rồi. Mà phải ghê quá. Wow. Xíu lên mới được chúng ơi. Quá căng luôn. Quá rồi, quá rồi, quá. Con quá. Rồi hết một. Đó. Rồi chậu lại đây, chậu lại đây. Quá em ơi. Còn hai thố. Không sao chúng ơi. Ở quán mì cây này rất nhiều gái đẹp chúng ơi. Tôi lấy thôi. Đúng rồi. Cô. Anh uống này. Tôi lên em. Rồi chảy mũi luôn rồi, chảy mũi luôn rồi. Cái nóng chảy mũi luôn rồi. Cố lên đi, em sẽ được làm anh. Rồi, cái tay cũng luôn rồi. Cầm chắc anh ba, cái chừng rung gớt cái thố thền anh ba. Cái tay đỏ luôn. Cái miệng xong luôn. Wow, cái môi nồng cháy. Đúng rồi, em còn đồ. Anh muốn nói anh yêu em. Em yeah. Yeah. Môi anh đỏ. Wow, anh ba sắp hết bán thứ hai rồi. Nhấp nước vô. Cố lên ba ơi. Chung của em bây giờ là bỏ đi rồi. Cố lên anh ơi. Rồi sao vậy anh? Anh đánh lại nước em. À, cay quá, nóng quá. Cái mồi của Chung đỏ luôn rồi. Anh ba mà lỡ nó đỏ. Lỡ nó đỏ là không nhìn cũng không thấy luôn. Ờ ướt áo luôn rồi. Chảy mũi luôn rồi. Rồi từ từ anh ba mình đây. Thái Thái em nhìn là con ba nãy giờ cái miệng có đỏ không em? Đỏ mà không thấy đỏ, nó ra thấy đen rồi. À, bây giờ em có no không Dung? Anh Dung nói no, no, anh chưa no, chưa no nhưng mà cay quá. Cay quá. Anh ba cay không anh? Cay quá, thật cay. Anh ba mình nhìn thấy cái không cái hạt tình luôn, cái môi anh ba hôm nay môi đỏ rồi, môi đỏ rồi. Nhưng mà anh thêm hai tô nữa đó. À. Cay nóng. Rồi cố lên ba, còn thời gian là còn 6 phút. Anh ba xả hơi chút đi anh ba. Cố lên, xả hơi cho khỏe lên anh. Xả hơi dưới đường. Ba dồn quá em. Cố lên Trung ơi. Cố lên Trung ơi. Xong clip này là như kêu em bằng anh á, em ơi cố lên em ơi. Dữ lắm đó, được lên cái thằng luôn á. Từ nay em phải kêu anh bằng anh. Đừng xưng người tao nữa, người ta sẽ cười chơi. Cái này khỏe thôi Trung ơi. Ồ hết cái luôn nha. Ồ anh ba cũng hết nước, hết nước luôn rồi. Hai anh ba 15 phút. Chưa được 15 phút. Anh ba chiến thắng. Yeah. Sở tay ngày hôm nha. Quá hay quá. Giỏi. Quá hay luôn anh ba. Anh ba xứng đáng có 10 người vợ nha. Anh ba nói anh có một người vợ thôi anh chịu không nổi. Anh lo không xong nữa nè. Mà phải nói là mì cay mà ăn nóng cấp độ cay mà càng nóng nó rất là khó. Đúng rồi, khó mà chạy đua thời gian nữa. Dạ. Đáng lý người ta ăn cái này đó, người ta ăn chừng 3 thố này, người ta ăn chừng 40 phút. Còn nửa tiếng, ớ lộn 1 tiếng. Còn hai anh em ăn chỉ tích tắc. Anh ba hoàn thành là chỉ được 15 phút. Dạ. Quá lẹ luôn. Nhưng mà mới đầu em cảm thấy là Chung ăn rất là nhanh luôn. Đúng rồi. Sau là kiểu như mà sau là cái độ cay nó thấm. Thấm vào nóng. Cái đó mới gọi là sức bền. Đó, sức bền là mới quan trọng. Càng già càng cay. Anh ba vẫn là một tượng đài bên kênh ẩm thực đồng quê. Đúng rồi. Đúng rồi, tuyệt vời. Ok mấy anh em mình vô cái mình chào cô bác xong rồi chuyển qua bên. Thấy nhà biển. Hay quá. Chào em. Ông em cố gắng về quán của được rồi em. Về vẫn giữ giá 150 nha. Ông mà nói gì nào. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình. Mấy anh em mình đây cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, dồi dào, chào hỏi, bye bye.